Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự công an nhân dân năm 2024. Thời gian giao nhận quân từ ngày 25 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 27 tháng 2 năm 2024. Theo quyết định, năm 2024, tỉnh Lào Cai tuyển chọn gọi 185 công dân nam thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại tỉnh Lào Cai và 36 công dân, 35 công dân nam và 1 công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an công an tỉnh lào cai có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức thực hiện và phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ chỉ huy quân sự tỉnh các sở ngành liên quan và hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện thị xã thành phố tuyển chọn gọi công dân vào thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng quy định